Bồ A Di Đà Phật, kính bạch chư tăng, trong ba thị trưởng Phật giáo tỉnh Quảng Bình, kính thưa thượng tọa Thúc Khải Minh, trụ trì chùa Ba Vàng thị xã Ông Bí và chư tăng ở trong chùa Ba Vàng, cùng vì thương tưởng đến nhân dân tỉnh Quảng Bình trong cơn bão lụt sáng hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh là tỉnh Quảng Bình, tại chùa Quảng Xá do Đại Đức Thích Mạn Ngộ làm trụ trì. Vì thiên tai bão lụt đã làm cho chùa chiền được bị hư hại, thứ nhất là trong chánh điện bị vỡ tung cả cửa và bàn thờ Phật đồ cùng trúc ngổn ngang, và được sự chiều cố của thượng tọa Thích Trúc Khải Minh đã về tận nơi, thứ nhất là thăm chùa, thăm chư tăng Phật giáo tỉnh Quảng Bình, thăm toàn thể Phật tử, và sáng hôm nay tại chùa Quảng Xá là thăm thầy trụ trì chùa Quảng Xá và tất cả Phật tử tại địa phương là thôn Quảng Xá, và cầu Phật gia hộ cho quý vị là được tai qua nạn khỏi và khắc phục mọi khó khăn để chúng ta vượt qua cái cơn bão lũ này. Đến đây chúng tôi xin cảm ơn và xin nhường lời lại cho thượng tọa Trúc Khải Minh có đôi lời thăm viếng quý thầy cũng như là toàn thể Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng Thích Tánh Hiếp, ủy viên thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni của tỉnh Quảng Bình, thưa toàn thể Phật tử và con nhân dân của tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh. Hôm nay phái đoàn cứu trợ chư tăng chùa Ba Vàng hiện diện tại tỉnh Quảng Bình chúng ta. Khi mà tại Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh á, thì chúng con được nghe tin Quảng Bình chúng ta là ba tỉnh miền Trung bị lũ lụt rất là nặng, thì tất cả chúng con với cái tấm lòng của con Phật nghĩ đến nhân dân miền Trung, nghĩ đến chư Tôn Đức ở trong này hết sức là khó khăn vất vả để chống chọi với cái cơn bão lũ năm 2020 này. Cho nên là con cũng đã vận động tất cả các Phật tử của chùa để mỗi người hàng tâm đến sáng một chút để chia sẻ bớt những cái khó khăn đối với Phật tử và nhân dân của chư Tôn Đức chúng ta. Phái đoàn chúng con đã liên lạc được vào ban trị sự Phật giáo của tỉnh và được hòa thượng Thích Tánh Hiếp rất là nhiệt tình hỗ trợ trong công việc của chúng con. Chúng con cũng được vào đây để gắn tấm lòng của chúng con, của tăng ni, của Phật tử, của bà bạn chúng con đối với lại bà con nhân dân chúng, đặc biệt là tỉnh của chúng ta bị tổn thất rất là lớn. Thì hôm nay chúng con có đủ duyên tại chùa Quảng Xá của Đại Đức Thích Mãn Ngộ đây được hoàn toàn cho phép chúng con vừa là được thăm hỏi bà con nhân dân, đây là cái điều phát quà đầu tiên, và được lại trực tiếp hòa thượng lại đi cùng với đoàn để đến đây, thì cho phép con được gửi những lời chia sẻ, những lời cảm thông rất là sâu sắc đối với sự mất mát to lớn của bà con nhân dân. Thực sự tăng ni Phật tử chùa Vàng chúng con rất là xúc cảm khi xem những cái thước phim, những cái clip quay về những cái hiện trạng úng lụt ở trong này và những cái khó khổ của nhân dân, những cái mất mát chúng con cảm động rơi nước mắt. Cho nên là con rất nóng ruột trong ngày qua và làm sao cố gắng đi được sớm nhất để vào đây để dù là một chút thôi, nhưng mà tất cả tấm lòng của chúng con để đến với bà con nhân dân ở nơi này, đến với chúng con ở đây. Thì hôm nay con xin phép hòa thượng được trang lòng chúc phật quà cho bà con nhân dân cùng với các phật đoàn của hòa thượng để cho bà con phật tử ở nơi đây, và cũng cho con một chút để cúng dường cho Đại Đức Thích Mãn Ngộ nơi đây, nhưng mà để Đại Đức sẽ tu sửa ngôi tam bảo đây sau khi rút đi. Con rất là hân hỷ, con rất mong là bà con nhân dân chúng ta, phật tử chúng ta cũng sớm vượt qua cái khó khăn này và vươn lên. Và đồng bào nhân dân cả nước trong cả tháng vừa rồi là ai ai cũng hướng về miền Trung. Lũ lụt xảy ra có thể cuốn trôi đi tất cả, nhưng mà tình người và tình yêu thương là còn đọng lại mãi. Xin rất là được. Vâng. Thay mặt ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình,
chư tăng chùa Đại Giác. Xin cảm ơn thượng tọa Thái Minh và chư tăng chùa Bảo Vàng thương tưởng đến bà con bị bão lũ của Quảng Bình. À, hôm nay có mặt tại chùa Quảng Xá để phật quà, xin chân thành cảm ơn và chúc thượng tọa cũng như đoàn được sức khỏe để phục vụ nhân dân trong những ngày sắp đến. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ kêu mời một số chi đạo tu thường và phật quà cho con được cúng dường cho thầy nhận một chút xíu nhé. Vâng, lúc này con sẽ vận động thêm Phật tử mời thượng tọa thịnh và cho họ một gói quà gạo chỉ đã đây về là tan cho đây chị anh chị được thượng tọa phát cho họ đây bê rửa ngon rửa còn cái túi nữa ba chị có túi nữa còn đây đây còn đây Tấm lòng của Phật tử miền Bắc nhé. Lũ có thể trôi đi hết nhưng mà còn cái tình người. Xin lỗi khéo nhé, đi về khéo nước nó trôi mất. Còn đâu thì có cái đại bà con đến là thầy mặt hồ đây thầy phát tiếp còn gửi đây đi còn bao nhiêu suất để đây gửi thầy mặt hồ phát tiếp đếm bao nhiêu đo điểm sáu cái Linh ơi còn đếm bao còn bao nhiêu gạo thì bấy nhiêu tiền bao tiền về chi lá nước chua quảng xã mà đến qua đấy ăn đi về chi lá.